Em không phải là hỏi anh điều đó. Em định hỏi tại sao lại xa em. Nói đi. Chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phù phàng, cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Không bao giờ, không bao giờ. Đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Đúng rồi. Một câu hỏi anh cần đặt ra dành cho bản thân mình, rằng em còn yêu anh nhiều hay không thôi, hay chỉ một mình, chỉ một mình lang thang. Anh đi chỉ có đường vắng, tình bắt đầu lan man. Cho dù anh đã cố gắng, anh cố gắng hết sức để phải giữ được em. Em cố gắng cất đứt vì tình yêu rồi hẹn. Mỗi lời anh nói ra em đều bảo là lý do. Thời gian